Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Seven nè. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái chủ đề khá là thú vị và cũng không kém phần quan trọng. Đó là chủ đề làm sao để không bị ngáo quyền lực trên mạng xã hội. Đó, đây là một cái vấn đề mà rất là phổ biến hiện tại trên mạng xã hội, đặc biệt là trong cộng đồng KOL và KOC. Và nếu bạn đang hoạt động trong lĩnh vực này thì hãy dành chút thời gian để theo dõi cái video này nha. Thì mình định nghĩa đầu tiên là như thế nào gọi là ngáo quyền lực, đúng không? Ngáo quyền lực xảy ra khi mà mình cảm thấy rằng là cái sức ảnh hưởng của mình nó lớn hơn cái thực tế của nó, dẫn đến là gì? Nó có những cái hành động không có chuẩn mực. Thì điều này có thể dẫn đến việc là bạn sẽ làm mất lòng tin của những cái người hâm mộ trước đó, mất niềm tin của những cái đối tác hay hợp tác với mình và ảnh hưởng tiêu cực đến cá nhân. Những người bị ngáo quyền lực thì thường họ có một cái xu hướng đó là không lắng nghe ý kiến từ người khác và chỉ chăm chăm vào việc khẳng định cái bản thân mình thôi. Thì một số biểu hiện mà mình có thể thấy ở trên mạng xã hội này, khi một người có cảm giác ngáo quyền lực, mình phải tự nhận ra điều đó là mình cảm thấy rằng, ủa, mình có thấy mình đang rất quan trọng hay không? Chứ hồi xưa ai gặp mình thấy cũng được hết á, nhưng mà bây giờ gặp mình rất là khó. Hồi xưa thì mình chưa có gì á, thì ai nhắn tin mình cũng trả lời đó. Bây giờ người ta nhắn tin mình kết bạn mình không thèm trả lời luôn. Hồi xưa cái số điện thoại mình nó mình public ra để mình có thể dễ dàng mình có được khách hàng, mình buôn bán làm ăn. Bây giờ tự nhiên mà cái số điện thoại mình nó bị lộ ra đó, mình cảm thấy khó chịu lắm, đúng không? Rồi nó còn biểu hiện ở những cái video của mình, những cái title cho video của mình đó, những cái title mình ghi vô mình cảm giác mình rất là quyền lực. Rồi nó thể hiện trong những cái đòi hỏi rất là vô lý của mình đối với những cái nhãn hàng khi mà đến người ta hợp tác với mình đó, hoặc là những cái biểu hiện của sự làm việc thiếu trách nhiệm trong quá trình chúng ta hợp tác, hoặc là những cái video, những cái content mà nó không còn cái nội dung ý nghĩa chia sẻ nữa mà chỉ có thu hút cái sự chú ý thôi. Đó, tại vì bạn không còn quan tâm đến cái người xem của bạn có thật sự đang thích cái điều đó hay không, đúng không? Rồi, thì đó là cái phần định nghĩa. Vậy cái nguyên nhân từ đâu khiến cho một người có cái hiện tượng này? Đó, thì đây là một cái hiện tượng mà nếu mà chúng ta không tỉnh táo chúng ta sẽ bị. Vì sao? Thứ nhất là khi mà chúng ta nổi tiếng quá nhanh. Cái sự nổi tiếng nhanh á, nó làm cho bạn tự nhiên một người bình thường cảm thấy mình rất là phi thường. Cảm giác mình là cái gì rất là quan trọng. Áp lực từ những cái người xung quanh á, những người hâm mộ á, khiến bạn cảm thấy là mình quan trọng hơn cái thực tế mà mình đang có, đúng không? Với những cái lời khen ngợi từ người khác, bạn quên đi là bạn là một người bình thường thôi. Đó, hồi xưa đó, cái việc ngáo quyền lực nó khó hơn, tại vì cái việc mà bạn xây dựng một cái sự nổi tiếng á, nó rất là lâu, nhưng bây giờ nó rất là nhanh. Vì nó càng nhanh thì cái áp lực nó càng cao, và nó dẫn đến cái việc mà bạn bị ngáo quyền lực. Tại vì bạn chưa có cái thời gian trải nghiệm để đủ cảm nhận rằng là bạn phải chuẩn bị về mặt bên trong như thế nào để bạn tiếp nhận những điều đó. Ví dụ như bản thân mình là một cái KOL mà mình xây dựng cái thương hiệu cá nhân mình là 10 năm rồi. Một khoảng thời gian rất là dài, ban đầu nó cũng sẽ có những cái việc ngáo đó xảy ra với bản thân mình. Mình không phủ nhận, nhưng mình sẽ điều chỉnh. Cái thời gian nó đủ dài để mình bắt đầu mình chỉnh sửa từ từ, gọi là tu sự bản thân. Còn bây giờ một người nhiều khi trong một đêm thôi, tự nhiên người ta lên một cái vèo, cái người ta không còn đủ thời gian để người ta chuẩn bị nữa. Con người muốn thay đổi nó cần có thời gian, nó không thể một ngày một bữa mà tự nhiên bạn thành một người này bạn thành một người khác được, đúng không? Có sự trưởng thành về mặt bên trong thì nó mới tỏ ra bên ngoài được. Nên là cái sự nổi tiếng nhanh chóng là cái điều lý do đầu tiên. Cái lý do thứ hai á, là những cái tương tác tích cực. Nghĩa là sao? Khi mà bạn làm một cái gì đó tự nhiên có nhiều người khen bạn quá. Ai khen? Những người hâm mộ của bạn khen. Thứ hai, ai khen? Đó là những cái đối tác của bạn khen. Tại vì họ bán được hàng mà, đúng không? Ví dụ anh bán đồ giả đi, nhưng mà rủi hên sao anh bán được nhiều, thì cái ông bán đồ giả đó đi nhóm khen, nó nói anh hay quá, anh giỏi quá, anh tuyệt vời quá, anh là số 1, anh là number 1, anh là the best, anh nhất thị trường này. Thì bạn sẽ cảm giác rằng bạn rất là đã, rất là sướng, rồi bạn nằm quên trong cái đó. Mình sẽ dẫn đến cái sự tự mãn và quên đi cái gì? Quên đi cái trách nhiệm chính của mình ban đầu khi mình lập cái kênh đó hay mình làm cái công việc đó là cái gì.
bản thân mình không thiếu những lời khen từ những đối tác của mình, không thiếu những lời khen từ những cái khách hàng của mình. Những giây phút đó đó, nó rất là dễ đưa mình đến trạng thái wow, mình tuyệt vời quá. Nhưng mà sau đó mình phải ngồi mình nghiệm lại. À, và mình rèn luyện làm sao mình sẽ miễn nhiễm đến những đó luôn. Tức là có khen thì mình cảm ơn, nhưng mà có chê thì chuyện bình thường. À, mình sẽ làm sao tiếp nhận những cái điều đó một cách nhẹ nhàng nhất. Đó là điều mà mình đang hướng tới. Ha. Rồi, cái thứ lý do thứ ba khiến mà bạn dễ bị ngáo quyền lực đó, đó là thiếu cái sự tự phản ánh. Tự phản ánh nghĩa là cái gì? Nói theo một cái nghĩa nó cao xa thì nó là cái sự tu. Còn nói theo cái nghĩa bình thường đó là cái sự tự nhìn nhận lại bản thân. Bạn có đủ thời gian để bạn nhìn nhận lại rằng những điều bạn làm là đúng hay sai không? Vì sao? Mình biết rằng khi mà các bạn đã đến nổi tiếng, bạn sẽ được săn đón, bạn sẽ được nhiều người để ý, bạn sẽ được nhiều người quan tâm. Chẳng hạn như anh đang KOL, KOC hiện tại đi, khi anh nổi tiếng một chút, người ta gửi đồ cho anh review không kịp luôn, anh không có thời gian làm luôn. Và khi anh không có thời gian thì làm sao anh có thời gian cho bản thân anh? À, đó là tại sao cái mô hình của mình là mọi người phải đăng ký. Tại vì khi anh đăng ký anh mới có sự chuẩn bị, đúng không? Còn anh tự nhiên anh bắt tôi gửi cho anh một đống, rồi anh không có thời gian làm, rồi anh bị áp lực nữa. Đó, và anh làm sao có thời gian để anh tự nhìn nhận lại từng cái thứ anh làm. Tức là chúng ta sẽ thiếu đi cái sự tự phản ánh. Đó, thì đó là những cái nguyên nhân chính dẫn đến một người bị ngáo quyền lực. Vậy làm sao để mình tránh được nè? Đó, thì thứ nhất là phải khiêm tốn. Khiêm tốn hay là khiêm cung? Hãy luôn nhớ rằng cái sự nổi tiếng của mình nó là tạm thời. Mình nổi tiếng được, mình cũng tai tiếng được. Hôm nay mình nổi được, ngày mai nhiều khi mình nổi hơn, nhưng mình nổi theo một cách khác, rồi ngày mốt mình sẽ chìm. Đó, cộng đồng mạng là như vậy đó. Thì phải luôn trân trọng những người theo dõi bạn. Người ta theo dõi mình vì cái điều gì thì mình phải giữ được cái điều đó, mình không được mất nó đi. À, thứ hai là phải tự phản ánh thường xuyên. Phải nhìn nhận lại bản thân mình, từng cái việc mình làm, những cái video mình làm, những cái comment của mình, những cái nội dung của mình. Có thời gian để mình đọc lại, để mình xem rằng là người ta comment như vậy đúng hay sai. Ví dụ người ta phản ánh đó, cái video của anh nó hơi như thế này, cái video của anh nó hơi như thế kia, trong cái video này anh nói cái này, anh dùng cái từ video nghe không hay lắm, anh dùng cái từ video nghe đúng hơn, đúng không? Đó, thì đó là những cái sự tự phản ánh. Bạn phải có thời gian để ngồi bạn xem lại. Đó, nhìn lại. Nếu không là mình sẽ rơi vào cái sự ngáo quyền lực. Và thứ ba đó là phải lắng nghe những phản hồi. Bạn lắng nghe từ cái kênh nào? Bạn lắng nghe từ những cái comment? Bạn lắng nghe từ những người trực tiếp gặp bạn, nói chuyện với bạn? Những người mà họ phản hồi một cách tích cực cho bạn, đó là những người ân nhân của bạn đó. Vì cái người ân nhân của mình là cái người giúp mình tốt hơn, đúng không? Đó, đừng có chỉ chú ý đến những lời khen, bỏ qua những lời chê, như lại là thua. Rồi mình lại tiếp tục lấp liếm cho những lời chê đó, là mình tiếp tục làm những cái video mình trả lời cho những cái đó. Nó càng làm cái việc đó nó lún sâu hơn, nó và nó đi xa hơn. Đó. Và cái thứ tư á, là bạn phải kết nối với thực tế, tham gia các hoạt động ngoài trời. Ngoài trời là gì? Đi gặp người khác, đi gặp trực tiếp đi, nói chuyện với người ta đi, để cảm nhận nó như thế nào. Chứ bạn cứ ngồi ở trên mạng không á, bạn sẽ không có cảm nhận được thực tế. Và khi bạn không cảm nhận thực tế thì những cái xung quanh của bạn nó là ảo, nó không phải là thật. Và cái điều thứ năm là phải chia sẻ giá trị thật. Hãy tập trung vào cái việc tạo dựng những giá trị, những cái video giá trị cho người xem. Thay vì á, bạn sẽ tìm kiếm sự chú ý. Nội dung chất lượng thì sẽ giúp cho bạn có đồng tin từ người khác cũng như sự trung thành từ cộng đồng. Bạn tạo ra những cái nội dung mà chỉ thu hút sự chú ý thì đảm bảo với bạn luôn, không ai dám hợp tác với bạn trong tương lai hết. Những cái nhãn hàng lớn, những công ty lớn, người ta có tầm nhìn, người ta có giá trị, người ta nhìn vô, người ta thấy cái ông này làm như vậy là không ok, người ta sẽ không hợp tác nữa. Và bạn sẽ luôn luôn ở cái level đó thôi. Bạn chỉ có thể hợp tác được những con người, những cái nhãn hàng, những cái hiệu, nó cái kiểu đó thôi. Và khách hàng của bạn cũng là những người đó thôi, nó không có lên được ha. Bạn muốn lên thì bạn phải nâng cao cái giá trị của mình lên mỗi ngày thì mình mới tốt hơn được. Thì hy vọng cái video này nó đã chia sẻ cho chúng ta thêm một cái chủ đề rất là hay. Mình không công kích ai, mình không phán xét ai. Bản thân mình cũng là một KOL và mình cũng đang trong con đường hoàn thiện bản thân mình. Và mình tự nhắc mình với tất cả những gì mình đã nói. Cảm ơn anh em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.